Xin chào tất cả các bạn đến với sân chơi công nghệ vạnđộiuc.com. Và trong buổi ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu đến các bạn về vấn đề bài 2 làm quen với hệ thống của các bản ROM. Để các bạn tham gia được sân chơi công nghệ thì mời các bạn đánh vào địa chỉ vạnđộiuc.com hoặc là các bạn lên Google. Các bạn lên Google gõ sân chơi công nghệ và click vào link đầu tiên chính là của vạnđộiuc.com, là mời các bạn tham gia trong này. Thì trong này sẽ có các bài hướng dẫn là về các vấn đề về các vấn đề căn bản về cúc ROM Android cho LG và cũng có thể áp dụng được cho Samsung hoặc là Sky. Thì mời các bạn kéo xuống tìm đến phần ROM cho điện thoại LG, click vào phần Android Development. Thì trên này sẽ có một bài đính, có một bài topic đính chính là tổng hợp các bài hướng dẫn cúc ROM cho LG sẽ được update hàng ngày và hàng giờ vào đúng lúc 21 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Còn thứ bảy chủ nhật là để thời gian cho các bạn đi chơi hoặc là các bạn đi giao lưu bạn bè hoặc đi chơi với gái. Các bạn click vào này. Trong này sẽ có bài 2. Trong ngày hôm nay bài 2 sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2014. Các bạn click vào trong này để học. Rồi. Và đến với buổi ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn bài thứ hai về căn bản về cúc ROM Android LG, chính là làm quen với hệ thống của bản ROM. Đây là hệ thống của một bản ROM. Mình xin giới thiệu sơ qua. Về bản ROM thông thường chúng ta sẽ có một file chính là meta-irf. Trong folder này thì sẽ có rất nhiều các script. Các script này thì để viết các cái lệnh để các bạn flash được vào ROM. Rất nhiều các cái lệnh script để các bạn flash được vào ROM chính là trong này. Đấy. Và cái này chính là cách đóng ROM thì mình xin nói sau về các clip khác. Và bây giờ mình chỉ xin giới thiệu về hệ thống của các bản ROM thôi. Còn đây chính là file system. File system chứa toàn bộ các cái nội dung hiển thị của bản ROM của các bạn, như các file APK hoặc là các cái bộ driver điều khiển, hoặc là các cái file nói chung là để điều khiển được bản ROM của bạn. Tí mình nói sâu và chi tiết hơn về file system này. Còn bên cạnh là chúng ta có một file boot. Đấy, thông thường các bản ROM thì chỉ có 3 file cơ bản, như 4 file cơ bản. Thứ nhất là file chạy lệnh, file tập lệnh meta-irf này để chạy tập lệnh flash được tất cả các cái này vào máy của bạn. Và file thứ hai cận nhất cần có và cần thiết chính là file system. Đấy, file system này. Và file thứ ba chính là file boot.img. Thông thường thì các bản ROM chỉ có file boot.img và modem. Modem chính là sóng hoặc là baseband mà các bạn hay gọi đấy, chính là file sóng nhé. File quản lý điều khiển sóng chính là file này, modem.img. Boot.img chính là file kernel, chính là file kernel điều khiển các cái hiệu năng CPU hoặc là như thể là bất kỳ các cái thứ gì mà các bạn có thể điều khiển được trên màn hình của điện thoại, như là về nói chung là điều khiển về phần cứng là chủ yếu là nhiều. Còn trong này thì file boot chính là file bootloader. File bootloader thì cái này thì bạn phải nghiên cứu sâu xa để mới hiểu được, mình chỉ nói sơ qua hệ thống của system thôi. Còn file recovery chính là cái file recovery để các bạn flash được ROM. Nhưng mà thông thường các bản ROM thì bản ROM gốc stock thì sẽ có recovery stock là recovery 3E hoặc là recovery cứng để factory reset thôi, nó không giúp bạn flash được ROM. Hoặc là các bạn flash được ROM theo cách của anh Hoàng Nova thì là sử dụng theo cách khác. Đấy. Và bây giờ thì mình xin giới thiệu chi tiết về folder system. Các bạn đi sâu vào system thì chúng ta có một bộ app. Trong này chính là các file app và các tập tin.apk. Các cái file app này thì đây là tất cả các file APK như bạn thấy nhá. Cái file màu đỏ này trên máy tính mình hiện màu đỏ thôi, còn trên máy tính của các bạn là nó hiện màu khác ấy. Đây chính là các file .apk, là các file chứa bên trong các file APK này thì có chứa tất cả các cái mã code và các cái hình file hình ảnh để chứa để gọi đến để các bạn thực thi được một thao tác hoặc là các bạn một tính năng của các bạn. Còn phía dưới chính là file .modex. File .modex là các cái file bên đi sâu bên trong file .modex thì ta sẽ có các tập tin.smally, các cái mã Java này thì để cho các bạn điều khiển được bên trong, như thể là một cái nội dung như thể là mẹ cần phải có con hoặc con thì cần phải có mẹ, đấy chính là phải có hai cái này. Nhưng mà chúng ta đi đến với cái system của 1.4 này thì bên trong của file APK thì chúng ta đã có một cái file chính là file classic deck, classic.deck. Đây chính là cái file ODEX này. Nếu mà các bạn đi ODEX lại thì nó sẽ gồm vào là một. Nhưng mà các bạn ở riêng với 4.4.2 thì có thể chạy được David Cage, mà vừa chạy được David Cage vừa chạy được ART. Chính vì như thế cho nên là trong file APK chúng ta sẽ có một luôn file classic.deck để các bạn chạy được thao tác .rt. Nếu mà các bạn xóa đi file ODEX này của 4.4.2 thì không sao hết, các bạn có thể xóa được hết và chỉ xóa với những máy nào mà có hỗ trợ ART thôi nhé. Đấy, và trong này sẽ có tất cả các file APK. Các bạn có thể thấy rất nhiều. Đi xuống phía dưới là các cái file bin. Các cái file bin, đây là các cái file bin. File bin thì có các cái file dạng thế này, là các cái tập lệnh và có các cái mã code để điều khiển được
như máy của bạn cần điều khiển những gì. Các bạn có thể thấy trong này rất nhiều các file pin. Chúng ta sửa thì thông thường chúng ta để cúp vào bản ROM thì chúng ta ít quan tâm đến cái folder pin này hơn. Để đi sâu đi xa hơn nữa thì chúng ta vào dạng cao siêu hơn nữa thì chúng ta mới cần đến các file pin này rồi. Rồi, và xuống dưới chính là file cắt lên 4.4.2 thì chúng ta có các file cắt này. Đi sâu vào trong file cắt thì chúng ta có cái file overlay và có cái app là các cái này thì nó gọi mặc định ra. Thì nó gọi giả sử như bạn ở bên trong folder app kia của các bạn thì có một file lghome.apk. Thì bên trong này có một cái file com.android.launcher. Đây là các cái gọi mặc định ra để các cái hàm gọi ra để các bạn hiển thị được mặc định. Chứ các bạn xóa trong này đi nó không ảnh hưởng gì lắm. Chỉ là nó mất cái mặc định của các bạn thôi. Còn đây là etc. Trong etc thì chúng ta có rất nhiều các cái file. Chính là các file .xml. Như đây là các file config, như thế là các cái file làm vào các cái giá trị. Các bạn có thể đặt được các giá trị mặc định bên trong này. Nhưng mà các bạn đặt giá trị như thế nào nó có thể điều khiển liên quan đến một chút đến sóng sánh hoặc là các cái độ nhanh độ mượt của nó trong các cái file config này, điều khiển sóng mạng. Nói chung là các cái file config trong etc này chính là để cho các bạn có thể đặt một cái giá trị mặc định nào đó hoặc là các cái giá trị tập lệnh nào đó để cho nó điều khiển các file apk nào khác. Còn chúng ta xuống phía dưới chính là một file phông. Trong file phông này thì chúng ta có các cái phông để hiển thị các cái chữ hoặc là các cái logo hoặc là bất kỳ một cái gì đó liên quan đến chữ của các bạn. Đấy. Phía dưới chính là bộ framework. Bộ framework thì cứ như thể là bộ xương sống. Các bạn phải biết rằng là con người phải có xương sống, phải có cuộc sống đúng không? Không có cuộc sống thì chết đi còn hơn. Đấy, như thế này. À, mình không muốn nói đến các cái vấn đề tế nhị như các cái bác mà bị bệnh gì đâu nha. Mình chỉ là không may nói thôi. Đấy, thì về vấn đề xương sống này thì trong đây có các cái file Java. Thì đây gọi như thể là các cái thư viện của các bạn. Như các file APK cái chạy được cần phải có một tập lệnh thư viện, một cái tập tin thư viện. Tập tin thư viện đó chính là folder framework này. Đi xuống phía dưới chính là bộ lib. Bộ lib thì mình coi nó như thể là các cái driver điều khiển. Như trên máy tính của các bạn ấy, muốn chạy được một webcam để chat Yahoo vào ban đêm lúc 1 đến 2 giờ sáng mà để nhìn được các cái gì đấy đúng không? Thì các bạn phải có các cái driver để cài cho webcam của các bạn có thể nhìn được, soi được sang mặt hoặc ngực của đối phương. Thì là như vậy. Đây chính là các cái tập tin driver của nó. Đi xuống phía dưới nữa là có cái file media. File media này thì bên trong file media có một bộ audio, chính là các cái bộ nhạc chuông của các bạn ấy. Vừa là nhạc chuông này, vừa làm nhạc chuông tin nhắn, hoặc nói chung là cứ liên quan đến nhạc là nằm trong file media này của các bạn. Rồi, còn phía dưới, file boot animation chính là cái file hình ảnh mà khi các bạn khởi động lên ấy, logo khởi động lên thì các bạn có thể thay được trong này các file ảnh. Nhưng mà cần thay của mấy cái này thì hôm sau mình sẽ làm một bài hướng dẫn riêng. Và thay các cái file này không phải là cứ thay ảnh là các bạn đổi được đâu. Đấy. Còn dưới này các cái tập tin pin. Còn dưới này là file shutdown animation, chính là cái file mà khi các bạn tắt đi nó hiển thị logo như thế nào. Còn cái file này là file không quan trọng. Cái file này là cái file mình vừa xóa đó là không cần nhắc đến. Còn ở dưới chính là file bootstrap. Thì từ khi lên 4.4.2 thì nó phân thêm một cái folder chính là bootstrap. Mình chưa hiểu lắm về cái bootstrap này để làm gì, nhưng mà nó theo mình nghĩ là nó chứa các cái file APK quan trọng để các bạn cần mua ROM. Mình không phải là dân lập trình chuyên nghiệp, mà mình cũng không phải là được đào tạo trên một môi trường nào đó, cho nên là mình chỉ biết là 4.4.2 của Android Google nhưng nó dở hơi nó cho ra thêm một cái bootstrap này. Đấy, đó là theo suy nghĩ cá nhân của mình thôi. Nhưng mà đó chính là một cái hay. Thì chúng ta có thể phân chia ra bên app thì chứa các cái APK như thể là giải trí hoặc các thứ linh tinh. Còn bên trong này thì mình chủ yếu mình thấy các cái trong này toàn là chứa các cái tập tin .apk, toàn là điều khiển hết. Và nói chung là như thể là các cái APK nhất thiết cần phải có. Còn dưới này chính là file TTS. File TTS này chỉ là các cái tập tin .dat. .dat là để cho các bạn test hoặc là các bạn làm bất kỳ một việc gì đó. Đây là file user. File user thì thông thường là file user này. Thông thường thì nó chứa các cái tập tin như thế này. Nó rất quan trọng, nhưng mà các bạn trong khi cúp zoom không cần để ý đến file này nhiều. Đây chính là file border, là chứa các cái nó chứa nhiều cái linh tinh như cái file bên thứ ba, như là các cái file bin này có các cái tập lệnh bên trong này, có etc này, như thể là một bộ system con ấy, etc này, framework này. Đấy, nói chung là các cái file để gọi ra, theo mình hiểu là như vậy. Rồi, chúng ta file xbin. Trong file xbin này thường chúng ta rút hoặc là chúng ta cả bc box vào, nó có thêm các cái file trong này, có các cái file trong này để cho các bạn sử dụng. Và phía dưới chính là cái file quan trọng nhất là cái file không phải quan trọng nhất mà là cái file con quan trọng nhất chính là file bootstrap. File bootstrap này như thể là bộ não của các bạn.
Các bạn có thể dùng Facebook Group này để các bạn điều khiển hết tất cả về hiển thị ra bên ngoài. Và các bạn có thể giả sử nhá, như cái con A của bạn ạ, nó mặc định nó được thiết kế là yêu thằng B, nhưng mà mẹ của nó chính là thằng B group này, chỉ là phía thằng C thì nó chỉ được phép yêu thằng C thôi. Đấy, thì nó chỉ thằng thế này, nhưng mà còn yêu cầu quyết định là cũng phải phụ thuộc vào con A kia. Con A kia là nó muốn yêu thằng nào là quyền của nó, nhưng mà mẹ nó chỉ là nó phải làm theo. Đấy, nó không làm theo nó mà chống đối lại là fork clone ngay. Các bạn hiểu như vậy là FC ngay. Như trong này thì các bạn có thể nhìn thấy, đây bản này là bản mình demo là bản VDT V22 Superlight cho chiếc LG G2 ấy, của máy Hàn đấy. Như cái dòng này thì các bạn có thể thay thế được hiển thị tên máy lên, và các bạn mở nó chính bằng cái công cụ hôm qua mình cũng hướng dẫn các bạn tải về đấy. Đấy, các bạn có thể thay đổi được. Và các bạn có thể thay đổi được các giá trị trong này. Hôm sau thì mình sẽ có một cái bài nói sâu về Facebook Group hơn. Đấy, đây là chỉ là Facebook Group file điều khiển cần thiết để cho các bạn như thể là mẹ để gọi chỉ ra cho các con. Và các bạn có nghĩ là như vậy. Còn phía dưới cái file mà USBot gì đấy .iso chính là một cái file driver, chính là một cái driver khi các bạn cắm vào máy tính để các bạn cài driver lên máy tính, tự động nó install lên trên máy tính của các bạn. Đấy, và như vậy là các bạn làm quen được với bộ nhớ system rồi đúng không? Quen hệ thống system rồi đúng không? Thì nó chỉ có như vậy thôi. Thực sự là Android, lập trình Android nó là nghe cái từ lập trình thì nó cao siêu quá, nhưng mình chỉ gọi là bác sĩ thôi, chả phải là dân lập trình gì hết. Như lập trình là phải được như tầm như anh Hoàng cơ, hoặc là mọi người cơ. Đấy, nhưng mình chỉ là một cái người biết và mình chia sẻ cho các bạn. Như là như vậy. Thì các bạn thấy thế này nhé. Đây chính là file meta-inf này. Còn đây là file system này. Còn đây chính là file boot này. Đây là file boot này, file modem này, file recovery này. Đấy, các bạn có thể thấy. Đây là system. Thì nói tổng quan lại thì nó chứa tất cả các cái file để cho các bạn thực thi được trên máy điện thoại của các bạn. Như các bạn muốn xem phim ba con mèo, xem phim bất kỳ một cái gì đều phải cần có cái này. Như để một bản ROM các bạn có thể flash mình system thôi cũng được. Đấy, nhưng mà nó sẽ không thay đổi quá nhiều về hiệu năng. Nếu mà quá nhiều về hiệu năng thì các bạn phải sử dụng một Kenner. Kenner đó chính là cái file boot.img này. Đấy. Còn nếu các bạn Kenner mà không có thì cái này sóng đi. Sóng các bạn điện thoại chỉ bắt được 2G không thì nó cũng chả để làm gì đúng không? Chỉ để nhắn tin và nghe gọi, chưa xuất được tin à? Xuất được tin rồi, nhắn tin và nghe gọi chứ. Và đây chính là file modem.img. File modem.img là điều khiển tất cả mọi thứ liên quan đến song sánh của các bạn gần như là như thế, lên đến 80 mấy % ấy, 89,69% là điều khiển được. Còn recovery này thì mình nói sơ qua, nó có hai loại recovery, là một recovery gốc và một recovery 3E. Và đó là recovery gốc và 3E. Còn loại thứ hai chính là recovery do người ta cúc lên, do các cái nhà build, nhà dev cúc lên thì để các bạn flash được ROM. Đấy, nó chỉ có như vậy thôi. Và nếu các bạn cảm thấy clip này hay thì nhớ bấm like và share cho mình nhé. Khoan, mình muốn nói nốt một vấn đề cuối cùng là những ai mà chưa đăng ký vào cái topic trên vạnyeutot.com ấy thì sẽ không được các cái file mà giả sử như mình có những cái file bí truyền ấy, mình sẽ truyền cho những chị, mình chỉ share cho những ai mà đăng ký ở trong các cái topic này, là mời các bạn vào vạnyeutot.com và các bạn vào phần thông báo và đây này, các bạn vào phần sự kiện đây này. Phần sự kiện thì bên trong phần sự kiện sẽ có một cái là đăng ký khoa học căn bản. Thì hiện tại đến bây giờ thì đến ngày mình vừa mở được một ngày là từ chiều ngày 28 đến chiều ngày 29 thì hiện tại được đến 143 học viên rồi, 142 học viên rồi. Thì tất cả những học viên trong này cho đến ngày thời buổi ngày hôm nay thì đến các cái bài nào quan trọng thì mình sẽ share các cái file bí truyền chỉ dành cho những người được đã đăng ký và đăng ký trong này. Và thời gian đăng ký kết thúc chính là vào ngày cuối ngày 30 tháng 9 năm 2014. Và đến khi đó mình sẽ đóng cái bài đăng ký này lại. Và đến khi đó các bạn chỉ có thể, các bạn không đăng ký chỉ có thể xem được video thôi và không có cái file bí truyền đâu. Và các bạn nhớ đăng nhanh tay đăng ký để mình có thể chỉ dẫn các bạn được chi tiết hơn. Đây gọi là chỉ thôi chứ mình không dám làm thầy đâu, vì mình cũng chỉ là một người bình thường thôi và chỉ là dân vọc thôi. Nói chung là như vậy. Rồi, nếu các bạn cảm thấy clip này hay thì nhớ bấm like và share một lần nữa cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 9 giờ tối vào các buổi thứ 2 đến 6 hàng tuần với vạnyeutot.com, sân chơi công nghệ bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.